đó là ngày trước thì game Free Fire ấy nổi lên chỉ có bốn streamer, bốn cái tên hay còn gọi là Spat 12, ok chưa ạ? Gồm có Sĩ Kẹo này, Slowboy VN, F-Mobile và PNV. Ok, bộ tứ streamer nó không phát triển như bây giờ, cũng như là cái con game lúc đấy ấy, nó cũng kiểu như là được mọi người quan tâm, nó phát triển ở mức vừa phải ấy. Nó không phải như là bây giờ giải đấu này các thứ này. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, sucsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo sẽ tâm sự với anh em về cái chuyện đó là lý do tại sao mình bắt đầu làm YouTube. Các bạn ạ, 3 năm trước Sĩ Kẹo chỉ là một cái tên vô danh thôi. Các bạn không thể tìm thấy mình trên Google. Nhưng đến bây giờ đây, mình tự hào. Bởi vì là nếu như các bạn tìm kiếm Sĩ Kẹo trên Google, nó sẽ ra cái kênh của mình, cái fanpage của mình, cái trang cá nhân của mình. Đơn giản là mình chỉ là Sĩ Kẹo thôi anh em. Tuy rằng là đến thời điểm này, hiện tại thì mình đang nói với các bạn những cái câu này đây, mình không phải là một hot streamer, mình chỉ là một streamer bình thường thôi mọi người ạ. Đây, và chúng ta đếm một chút nhá. Hiện tại thì cái con số streamer Free Fire, YouTuber Free Fire nó rất là đông rồi. Và những cái kênh từ 30.000 người đăng ký, 40.000 người, lên đến cả 100.000 người, cả triệu người đăng ký. Bây giờ nó lên đến là hơn 100 kênh YouTube rồi anh em ạ. Tức là hơn 100 streamer. Thì mình chỉ là một người bình thường trong những người đó mà thôi. Hôm nay tâm sự với các bạn đó là những cái thăng trầm khi mình bắt đầu làm YouTube. Các bạn biết không ạ? Thì đơn giản thôi. Mình đã có đam mê kiếm tiền online từ hồi học cấp 3. Mình kiếm tiền qua những cái ứng dụng, giới thiệu anh em lượt tải ấy, xong là đánh giá ứng dụng, rồi là rất là nhiều thứ. Ok ạ. Thì cái thời gian cấp 3 đó mình có theo đuổi cái đam mê kiếm tiền qua mạng, chỉ là một chiếc điện thoại thôi và người bạn thân của mình, Mã Hoàng, hay bây giờ là Bốc Bốc. Được chưa ạ? Thì theo những cái đam mê đó, và thật sự là mình học hỏi từ Mã Hoàng rất nhiều. Tức là như thế này, bây giờ các bạn muốn làm YouTube ấy, thường là nó sẽ khá là khó để cho các bạn có thể đi lên được và nó phát triển được. Nếu mà như có những người anh em tận tình giúp đỡ các bạn, kiểu như là những người trong nghề ấy, mà làm mà đã thành công rồi á, thì các bạn đi lên nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình thì thật ra là cũng nhiều lần chia sẻ với anh em trên những cái buổi stream, nhưng mà không phải là bạn nào thì cũng xem stream của mình được. Đó là mình bắt đầu làm YouTube bằng cách đấy là lên đại học thì bố mẹ mua cho một cái laptop. Thì mình xài cái laptop đó để editor video, để chỉnh sửa video. Được chưa ạ? Tức là điện thoại thì mình sẽ lấy điện thoại nó chơi game. Cái lúc mà mình mới bắt đầu làm YouTube á, thật sự là sinh viên mà làm gì có nhiều tiền. Hồi đó thì mới lên đại học thôi nên là cũng chưa kiếm được việc làm ấy. Sau là tiết kiệm tiền, ăn mì tôm, mua một cái điện thoại Xiaomi Mi 4. Cái lúc đó thì điện thoại đấy nó chỉ có giá khoảng 1 triệu 2 thôi. Nhưng mà chơi game nó cũng khá là ngon, mỗi tội nóng vãi chưởng. Thì cái game Free Fire ngày xưa ấy nó rất là nhẹ. Nó ngày xưa thôi nhưng mà thật ra thì mới chỉ có 2 năm rưỡi chứ mấy. Tính đến ngày 22 tháng 5, ok ạ, là mình sẽ tròn 1 năm. À đâu, nhầm, lâu lâu kiểu bị lú ấy. Tròn 2 năm rưỡi làm YouTuber về game Free Fire. Một cái chặng đường khá là dài ấy. Và ngày hôm nay những bạn nào đang xem clip này, mong rằng các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng với mình. Mặc dù thì có thể là bây giờ fan anh em xem không còn nhiều nữa. Cũng như là kiểu như là biết nói như nào nhỉ? Ngày trước thì mình coi các bạn là fan, còn bây giờ thì mình coi các bạn là những người anh em, kiểu như là anh em quý. Hầu như là bây giờ anh em quý anh em mới xem tôi chứ. Còn mấy bạn fan phong trào ấy, anh em qua mấy kênh khai anh em xem hết rồi. Ai, trò chuyện với nhau một xíu nhá. Đó là ngày trước thì game Free Fire ấy nổi lên chỉ có bốn streamer, bốn cái tên, hay còn gọi là Spat 12, ok chưa ạ?
gồm có Sĩ Kẹo này, Starboy VN, F Mobile và PNV. Ok, bộ tứ streamer nó không phát triển như bây giờ, cũng như là cái con game lúc đấy ấy, nó cũng kiểu như là được mọi người quan tâm, nó phát triển ở mức vừa phải ấy. Nó không phải như là bây giờ giải đấu này các thứ này. Cái hồi mình làm streamer mà hot team đấy, giải đấu có, nhưng mà hầu như là giải thưởng cũng rất là thấp, làm gì có giải gọi là quốc gia, giải thế giới như bây giờ đâu. Hey. Thì bây giờ anh em nhá, các bạn làm YouTuber nhá, có rất nhiều những cái cơ hội phát triển. Thế nên là các bạn kiểu đi lên rất là nhanh. Cũng như tôi có một câu nói muốn nói với anh em. Tuổi trẻ tài cao mà. Dẫu sao thì hiện tại rất nhiều người xem trên kênh của mình, các bạn đã còn nhỏ tuổi lắm. Nhưng mình bây giờ đây, nó là trẻ nhưng mà cũng thế hệ 9X. Sinh năm 99 anh em ạ, thế hệ cuối cùng rồi. À, bây giờ mình thấy ấy, nhiều bạn làm streamer ấy, anh em sinh năm 2K1 thì không phải là sớm lắm, nhưng mà có nhiều bạn 2K3, 2K4, 2K5 làm streamer, làm YouTuber thì mình nghĩ là anh em sẽ không có thời gian học nhiều nếu như mà anh em chuyên tâm vào công việc ấy. Tôi nghĩ là với độ tuổi của các bạn thì nên tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Thật ra mình làm YouTuber mình cũng đã đánh đổi đi rất là nhiều. Bạn cái lứa tuổi mình nghe nhiều bạn sinh viên đại học, bố mẹ vẫn phải gửi tiền hàng tháng lên, thế thay vào đấy mình phải bươn chải, mình lo cho cuộc sống ấy, đôi khi là thấy là cuộc sống nó khó khăn vãi. Những lời tôi nói sau đây có thể nhiều anh em hiểu, có thể nhiều anh em sẽ không hiểu, nhưng mà nếu như các bạn là fan cũ của Sĩ Kẹo từ ngày trước ấy thì bây giờ hầu như là các bạn lên cấp 3 cả rồi. 2 năm rưỡi rồi. Nếu như các bạn tình cờ xem được video này, đừng quên để lại mình một nút like. Nếu như mà anh em cảm thấy hay thôi, tôi cũng chả bắt anh em phải like video gì cả. Đó, coi như là các bạn ủng hộ những người làm nội dung YouTube ạ. Được chưa ạ? Một cái nút like nó chả có gì cả, nhưng mà nó thể hiện cái độ yêu thích của các bạn đối với video của mình thôi. Mà từ đầu trận giờ đúng một kiểu, tôi xem hạ thằng này. À, mẹ mặc quả quần sặc sỡ quá nhở, sợ quá. Đây này bạn ơi, ui cầu lịu quá, cũng sợ quá. Ẩy, đậu xanh này. Làm sao đấy à? Từ nãy giờ mày nói chuyện với anh em. Thế nên là tôi chạy linh ta linh tinh thôi. Có mỗi một kill à? Đây, kill thứ hai. Hôm nay nhá, phần đấu 7 kill top 1, ok chưa? Nói về những cái tên tuổi cũ trong làng Free Fire thì anh em đều đi lên cả, có mỗi tôi đi xuống. Có lẽ tôi hơi bỏ bê anh em, bởi vì là có một quãng thời gian mình tạm gọi là nổi tiếng đi, livestream đi, mình cắt mấy cái livestream mình đăng lên cho anh em thì đấy là một cái sai lầm. Ok ạ, bởi vì là những cái livestream ấy mình không hề editor gì cả, chỉ là cắt đầu cắt đuôi, chèn cái nhạc không bản quyền vào, xong là upload lên cho anh em xem. Một thời gian anh em thấy video nhạt, anh em chán, anh em bỏ kênh thì cái đấy mình phải chấp nhận thôi. Ok, vỡ mẹ đầu luôn anh em ạ. Ai thì mình làm không tốt mình bỏ bê anh em, mình chấp nhận là cái việc là cái kênh đi xuống đó, cũng như là làm cái nghề YouTube này có ai làm được mãi đâu, đúng không? Cách đây tầm khoảng 2 tháng là cái quãng thời gian mình nản, mình buồn chán nhất. Nhưng mà bây giờ kiểu sau khi có những người anh em, biết nói như nào nhỉ? Đó là nhá, đây tôi sẽ nói với anh em. Tức là có nhiều bạn, nhiều kênh nhỏ ấy, người ta chả có người xem, người ta người xem rất ít, mấy nghìn người xem một clip, nhưng người ta vẫn cố gắng, người ta vẫn làm. Cũng giống như mình ngày xưa ấy các bạn, mình ngày xưa mình đi lên từ một kênh YouTube chả có gì cả. Bắt đầu từ không người đăng ký nhá, bị anh em chửi rất nhiều. Tôi nói thật là cái hồi tôi mới bắt đầu làm YouTube bị ăn chửi nhiều hơn thế này nữa. Ok ạ. Nên là mấy cái lời của Antifan bây giờ mình cho mình bỏ ngoài tai, không quan tâm lắm. Nhưng mà tôi nói như này này, anh em chửi tôi, chắc gì các bạn đã bằng tôi. Thật ra trong cuộc sống này, khi mà các bạn thành công đến một cái mức độ nào đấy, có nhiều người, người ta ghen ghét các bạn. Đôi khi là, bởi vì là, ê, một số bạn bảo, mẹ thằng Sĩ Kẹo chơi ngu mà nó làm YouTuber nhiều người xem thế, mình chơi giỏi trái xem. Nhưng mà các bạn đâu hiểu, làm YouTuber nó cần nhiều thứ hơn là cái việc các bạn chơi hay. Thứ hai, nếu như mà stream ấy, các bạn biết không ạ, vừa phải cắm mặt vào điện thoại, vừa phải nhìn lên màn hình máy tính này, vừa phải trò chuyện với anh em, vừa phải bình luận, vừa phải làm sao nhỉ, suy nghĩ để mà chơi game. Ê, anh em thấy không ạ? Chúng tôi có khác gì những cái con robot đâu.
Và thực sự là mình thấy là có nhiều anh em làm streamer nhá, người ta live 4-5 tiếng rồi là cả đến 6-7 tiếng một ngày, thật sự rất là oải. Các bạn nhìn người ta giống những con robot không? Mệt lắm. Nhiều khi anh em bảo cái mức lương làm streamer nó cao, không cao đâu anh em ạ. Cao đối với những hot streamer. Đến bây giờ mình không phải là một hot streamer nữa thì mức lương của mình chỉ gọi là đủ sống với nghề, sống với đam mê, có dư giả ra được vài triệu một tháng để lo cái gì ốm đau bệnh tật, làm streamer, bình luận game, livestream game. Rất là nhiều vấn đề về họng. Thứ hai nhá, là lâu lâu offline off team streamer với nhau cũng phải tiền nong để làm gì. Các bạn di chuyển bay vào Bắc Nam các thứ, các bạn giao lưu kết hợp với nhiều người. Sắp tới trong tháng này thôi, mình lại bay ra Hà Nội mà. Tức là mình sẽ phải chuẩn bị một cái khoản tiền hai mấy triệu để làm gì. Bình thường ấy, nếu như anh em chưa biết thì tôi nói với anh em, ở Hà Nội hay sinh viên thuê trọ ấy thì thường hay có kiểu như là đóng tiền trọ 3 tháng cọc 1 tháng. Tức là bây giờ mình muốn thuê cái phòng được khoảng 4 triệu đi. Yên tĩnh, có chỗ để xe, an ninh đảm bảo các thứ, cho nấu ăn, được chưa ạ? Thì nó tầm khoảng là 4 x 4 là 16 triệu, còn mấy triệu còn lại làm gì? Tiền chuyển đồ. Ok, đổ xăng. Và ai sắp rồi sẽ có một cái clip mình chạy từ miền Trung ra miền Bắc anh em ạ. Ok chưa ạ? Tour Đà Nẵng, Hà Nội. Chạy solo thôi, cơ bản là như này. Nếu mà tôi gửi xe Yamaha G3 của tôi ấy, nó chỉ là một con phân khối nhỡ thôi. Gửi qua tàu giá 4 triệu thứ hai lâu vãi em. Có khi trời 1-2 tuần anh em ạ. Trong thời gian đấy chảo xe đi mua đồ ăn, thức uống, chẳng lẽ đi Grab, tiền đâu. Bây giờ mình đâu phải là hot streamer đâu. Đấy thì cái nghề này nó như vậy mà. Lúc các bạn hot thì mọi người tôn vinh các bạn, lúc anh em chìm xuống ấy, ai cũng muốn là các bạn nghỉ làm cả. Mấy thằng anti-fan ấy suốt ngày kêu tôi, mẹ ơi sao không nghỉ làm YouTube đi. Tại sao tôi phải nghỉ? Nó là công việc của tôi, nó là đam mê của tôi. Nó cho tôi tiền mỗi tháng để tôi có thể ăn, uống, làm việc. Nếu như các bạn không hiểu về công việc của người khác thì các bạn đừng nói gì cả, được chưa ạ? Các bạn đâu hiểu là mình kiếm tiền bằng cái nghề này. Ê, mình vẫn còn anh em ủng hộ. Các bạn biết không ạ? Mình vui lắm khi nhận được những cái bình luận tích cực của anh em. Tức là anh ơi, em thấy video của anh hay này thế kia, hay là anh ơi anh làm này thế kia đi, các bạn góp ý cho mình, rất là vui. Nhưng mà mấy thằng anti-fan ấy, mình muốn chửi chúng nó anh em. Nhiều khi anh em bảo xì kẹo cục xúc ấy, thật ra mình chỉ cục xúc với mấy thằng kiểu biết nói như nào nhỉ. Ví dụ thế này đi, anh em đi học, có một đứa nó chửi anh em chửi lại không? Anh em lại muốn đụ má nó luôn chứ, đúng không? Công nhận tôi nói chuẩn không? Anh em lại bảo sai đi, sai làm sao được. Yeah, 9 kill rồi. Trận đấu này nhá, 10 kill, top 1. Ok chưa ạ? Nếu mà có cơ hội có thể hơn, nhưng mà tôi nghĩ là thế thôi. Trong game Free Fire chỉ có 50 người chơi, đâm ra là 10 kill nó là một con số nó... Tức là anh em đã clear 20% số lượng người chơi trên bản đồ rồi ạ. Một con số cũng khá là lớn và 10 kill số tròn anh em ạ. Ví dụ như kiểu các bạn đi học, các bạn thích điểm 10. Còn mình chơi game, 10 kill top 1. Trò chuyện với các bạn một xíu, tại sao xịt kẹo? Thời gian gần đây, chắc là phải đến nửa năm gần đây mình không tham gia đấu giải. Đơn giản là team của mình ấy, Hoàng Bi, lại Tây Dũng, hay còn gọi là SK Team, thì bây giờ anh em ít chơi với nhau á. Rồi là fan thì toàn anh em nhỏ tuổi, các bạn không thể offline trực tiếp được để mà bàn chuyện chơi team với nhau đấu giải. Thế nên là mình cũng đã nghỉ đấu giải rồi. Có thể thời gian sắp tới ra Hà Nội làm quen với mấy anh em streamer mới, có thể lập team và sẽ tham gia đấu giải nhiều hơn. Đó là cái hướng đi của kênh thôi. Với lại ra Hà Nội thì mình sẽ làm moto vlog nhiều hơn này với anh em team Super Me phân khối lớn. Một cái team phân khối lớn ở Hà Nội, ngày trước là mình ở Hà Nội mình chơi với team đó mà. Thật sự sẽ khá là vui. Cũng như là mình sẽ thoải mái với cuộc sống nhiều hơn, không phải lúc nào cũng lao đầu vào game. Sẽ có vlog thường xuyên, có thể là đi câu cá này, nấu ăn này, hay là đi uống cà phê với team phân khối lớn này, review xe, cộ các thứ. Được chưa ạ? Ok, tức là sống cho bản thân nó thoải mái một chút. Chứ là
chơi game 2 năm rưỡi, thật sự nhiều khi nghĩ đến game rất đau đầu. Nhưng mà kiểu lâu lâu mấy ngày không chơi, anh em lại thì nhớ, bảo lấy điện thoại chơi game sướng vãi, phê vãi. Free Fire nó làm một cái thứ gì đấy rất là tuyệt vời với mình, anh em ạ. Ok chưa? Yes, thằng cuối này. Mày này, đùa tao. Sao? Buya. Tôi một vô cùng đơn giản. Và hôm nay thì video cũng dài. Nếu như mà các bạn thích những video của mình, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Tiếp tục đón xem thêm nhiều video ủng hộ kẹo. Bye bye.